Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa ra công điện khẩn gửi các bộ, Bộ Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải và Ngoại giao, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường giám sát quản lý người nhập cảnh. Theo đó, đề nghị tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch với mức độ cảnh giác cao nhất, không được chủ quan lơ là, gắn với trách nhiệm người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19, tổ chức giám sát chặt chẽ tại các khu vực biên giới đường bộ, đường biển, tại các khu vực cửa khẩu và rà soát các trường hợp đi về từ nước ngoài để phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép, đề nghị xử lý nghiêm và yêu cầu thực hiện cách ly theo quy định. Giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện cách ly tại các khu vực được chỉ định làm khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú, đánh giá và xử lý nghiêm các đơn vị cá nhân để xảy ra sai phạm làm dịch COVID-19 xâm nhập và lây nhiễm trong cộng đồng.